Xin chào các bác, giới thiệu với các bác trong video này hai quả trầm bát 30 mới về phục vụ các bác nghe nhạc chơi karaoke gia đình trong không gian rộng từ 40 mét vuông trở lại, với hai model loa súp nha, loa súp BSB Imagi súp Sonic 6, đó là cái model của quả súp này, súp woofer. Đấy, con này là made in Canada, hàng nòi. Chiều cao là 50, chiều sâu là 40. Sử dụng cấu hình bát 30. Điện 120V các bác. Điện 120V nhá. Có đầy đủ này, các tính năng như là chỉnh âm lượng này, rồi chỉnh cắt tần, đảo pha. Có hai chế độ đường vào đường ra. Đường vào thông dụng là đường in out dạ. Hoặc là chúng ta có thể thông dụng và chơi bằng đường dây dắt loa như thế này. Đấy, con này là hàng nòi của Canada sản xuất. Và đẹp xuất sắc này các bạn. Vùng thành sắc cạnh. Đấy, cao 50 nhé. Và một quả trầm nữa là của Pone Audio của Mỹ. Đấy, Pone Audio model của nó là Pone Subwoofer model PS-Dub 125 Black. Đấy, cũng còn rất là mới. Con này thì dây nguồn rời, cấu hình bát 30. Volume điều chỉnh này, âm lượng thì cắt tần này, rồi đảo pha, tự động tắt bật này. Đấy, cũng đầy đủ các cổng kết nối line in, line out. Con này thì có cái chiều sâu là 50, chiều cao là 45, 50 các bác nhé. Thì những cái bộ dàn chúng ta khi mà nghe nhạc, đặc biệt là khi mà những cái dịp xuân đến như này mà karaoke thì không có quạt trầm thì thật sự là một sự thiếu sót. Đấy, nghe nó sẽ giảm đi rất là nhiều những cái âm trầm trong bộ dàn. Khi chúng ta chơi quả này vào nó đệm lên dải trầm, nó sẽ tăng lên dải trầm và đỡ hại loa nghe nhạc của các bác. Đấy. Con PSP Canada này thì đế bát cấu hình bát 30 các bác. Đấy, loa zin nguyên bản và rất là đẹp, có hai lỗ thông hơi. Cái căng thì nó được thiết kế dạng cong như thế này, rất là đẹp này. Lưới cái căng cũng zin luôn. Đấy, con này thông thường trên thị trường là trên 10 triệu. Dạ. Các bác cứ search Google ra model của cái con Imagi 6 này trên 10 triệu nhé. Thì hôm nay em mình về được hai quả giá rất tốt, bát 30 màng carbon này. Đấy, gần cũng là gần zin luôn. Thì con này hiện tại em đang để cho các bác rất là yêu, giá chỉ có 6,9 triệu thôi, bát 30 mà lại hàng nòi của Canada. Đấy, tính ra còn rẻ hơn là những chơi như Yamaha hay mấy dòng của Nhật. Đấy, cao to hầm hố, cao 50 nhá. Đấy, cao 50. Đấy, thì bác nào chơi quả này thì có 6,9 triệu thôi, cực kỳ là chất luôn. Đấy, còn còn này là của Pone Audio của Mỹ này, có logo trước mặt. Con này thì có lưới sắt bảo vệ. Đấy, ốc sâu 50. Rất là nặng và chất. Này bát này. Đấy. Con này thì 7 triệu nha các bác nhá. Có thông hơi út đất này. Đấy, chân đinh còn đầy đủ. Cực kỳ chất luôn, 7 triệu.